Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề đó là đọc sách ha. Mình đoán rằng đa số những khán giả mà xem kênh YouTube của mình thường là những bạn, những anh chị là có ý chí cầu tiến trong cuộc sống, có tham vọng và chắc chắn sẽ rất yêu cái việc đọc sách. Nhưng mà đọc sách gì thì chúng ta sẽ bàn luận trong ngày hôm nay ha. Thì thường nói đến một cái loại thể loại sách mà trước đây mình rất là nghiện, nhưng bây giờ mình đã cai nghiện thành công rồi, đó là cuốn sách self-help. Thì sách self-help này đã trở thành một cái ngành công nghiệp nổi tiếng luôn á. Và nó có hai mặt, hai ý kiến trái chiều. Một bên thì nó ủng hộ là sách self-help rất là tuyệt vời, nó có thể giúp đỡ cuộc đời của mỗi con người từ hố đen trở thành một tương lai tươi sáng. Nhưng mà đâu đó cũng có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều bảo rằng là sách self-help chỉ là thuốc phiện, một cái nhánh nhỏ lẻ của tâm lý học mà thôi, nó chỉ giúp các bạn giải quyết những cái khó khăn trước mắt nhưng mà không đào sâu vào cái việc mà khám phá con người bạn là gì, cho nên cái khó khăn của bạn vẫn tồn tại ở đó. Bạn cứ tưởng rằng là sách self-help giải quyết tất cả rồi, nhưng mà không phải. Khi nhìn lại thì các bạn vỡ òa ra, nhận ra rằng là ồ, bấy lâu nay mình chỉ đang tiêm một cái liều thuốc viện gì đó vào người thôi, nó chỉ là giải quyết những cái vấn đề buồn rồi là khóc tẻ nhạt ở trước mắt thôi, chứ thực ra đằng sau bên trong nó không giải quyết gì hết. Vậy thì hôm nay, đứng trên vai trò của một người đã cai nghiện sách self-help thành công, thì mình sẽ nói gì về cái loại sách self-help này? Ok, khi mà mình nói rằng mình là một người cai nghiện sách self-help thành công thì mọi người sẽ nói là thì chắc là bạn ủng hộ bên cái phần là chỉ trích sách self-help đúng không? Thì đương nhiên đúng rồi, nếu như là mình của mấy tháng về trước thì mình sẵn sàng chỉ trích sách self-help luôn. Mình sẽ nói cái thể loại sách self-help này là đừng nên đọc, tốn thời gian nè, không giúp ích gì được cho bạn nè. Cho dù người ta có khuyên cỡ nào mà bạn không làm thì nó chỉ là nằm trên sách vở mà thôi. Nhưng mà trải qua quá trình, trải qua sự vấp ngã, đứng lên và trưởng thành hơn một chút, chứ mình không dám nói là mình trưởng thành quá nhiều, thì mình sẽ nói mình sẽ đứng trên một cái cương vị của một người ở giữa, sẽ bàn luận về hai phía của một mặt của một vấn đề, chứ không bao giờ phiến diện như hồi xưa nữa. Thì đầu tiên mình sẽ nói về mặt hại của sách self-help trước. Tại vì hiện nay khi mà sách self-help đã quá tràn lan rồi, nhiều người đã có cái nhìn hoàn thiện toàn diện về nó rồi, thì chúng ta thường nghe về cái mặt tiêu cực của nó đầu tiên hơn là nghe về cái mặt tích cực. Vậy tiêu cực đầu tiên của sách self-help là gì? Thứ nhất, đó là sách self-help làm cho chúng ta mơ quá nhiều, mơ quá cao, mơ những cái giấc mơ không có thực. Có một cái câu nói mà luôn luôn tuyên truyền trên mạng rằng không ai đánh thuế giấc mơ cả, vì vậy hãy mơ đi. Nếu ngay cả giấc mơ mà bạn còn không dám thì bạn làm được cái gì? Trong cái câu nói này các bạn cũng nhận ra rằng mơ thực chất rất là dễ. Các bạn có thể mơ được thành tỷ phú, triệu phú, mơ được IELTS 9 chấm, mơ được bằng tiếng Trung HSK4, HSK5. Đúng, các bạn có thể mơ được tất cả mọi thứ. Các bạn có thể mơ được làm bá chủ thiên hạ. Giấc mơ rất là dễ, không ai đánh thế giấc mơ cả. Và đó cũng chính là thông điệp mà sách self-help truyền tải cho các bạn. Các bạn đọc cả 100 cuốn sách self-help đi chăng nữa thì nó cũng tiêm vào đầu các bạn là hãy mơ đi, mơ cao lên, mơ mạnh mẽ lên, mơ mãnh liệt lên. Và các bạn ơi, ngay cả cuốn sách bậc thầy mà mình luôn giới thiệu với những đàn em của mình, với những người bạn bè mà mình cảm thấy thân thiết nhất, đó là cuốn Trên đường băng của Tony Buổi Sáng. Dượng Tony cũng đã tiêm vào đầu mình một cái ý nghĩ rất là kinh khủng. Đó là Dượng bảo rằng, mình sẽ đọc cho mọi người nghe nha. Hãy ngồi yên trên xe buýt và suy nghĩ về mọi thứ mình mong muốn. Sẵn sàng bỏ ra 2-3 giờ mỗi ngày để quan sát nè, để nghĩ lớn nè, để ước mơ lớn nè. Và không ai đánh thuế ước mơ. Đừng tư duy một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu các tòa nhà cao ốc, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà máy xí nghiệp, máy bay, du thuyền? Trời ơi, mình cảm thấy thật là cái lúc đó mình thực sự rất là thích Tony Buổi Sáng. Lúc đó mình mới học lớp 12 thôi. Khi mà Dượng tiêm vào đầu mình những cái
ước mơ rất là hảo huyền, rất là tuyệt hảo như vậy. Mình cảm thấy ồ rất là tuyệt vời. Mỗi ngày vậy các bạn, mình dành ra đúng là 2 đến 3 tiếng, thậm chí là 24 tiếng trên một ngày để suy nghĩ về những cái ước mơ to lớn. Các bạn biết là mình đã từng mơ ước trở thành ai không? Mình đã từng mơ ước trở thành người giàu có nhất hành tinh tại thời điểm đó, vào năm 2018 thì phải. Đó là ông chủ của Amazon, Jeff Bezos. Lúc đó là đã soán ngôi của Bill Gates, đã trở thành người giàu nhất hành tinh với con số là 113 tỷ 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 tỷ. Sau đó mình ước mơ rằng à, mình sẽ có tầm ảnh hưởng như Bill Gates. Và mình đã từng mơ rằng mình muốn trở thành tổng thống của nước Mỹ. Mình để có nhiều thời gian để mơ. Nhưng mà cái việc mơ như vậy liệu có cái gì sai trái không? Đúng là không có gì sai trái cả. Không ai bắt ép các bạn nói rằng các bạn mơ dậy là sai, các bạn mơ dậy là phạm pháp. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để mà mơ đi thì chúng ta có hai cái hệ lụy đi theo. Thứ nhất là không có thời gian để mà tập trung vào thực tại, để mà tập trung học hành. Chúng ta sống quá nhiều cho tương lai. Và cái việc mà sống quá nhiều cho tương lai làm cho chúng ta không cảm nhận được những cái hạnh phúc ở hiện tại, làm cho chúng ta lúc nào cũng lo lắng trong trạng thái chờ đợi một ngày mai đến. Nhưng mà tương lai là đâu các bạn? Là ngày mai đó. Mà khi các bạn thức dậy vào ngày mai lại trở thành ngày hiện tại. Và nếu như các bạn ở trong cái thời hiện tại mà lúc nào các bạn cũng luôn luôn nghĩ tới cái thời điểm tương lai, nhưng không bao giờ sống ở thời điểm hiện tại thì nó không hề hạnh phúc tẹo nào. Ví dụ mình đã từng nghe web thầy trên web 5 ngày giảng rằng, ví dụ một người đàn ông nha, đang ăn một cái bít tết rất là ngon lành, một con tôm hùm ngon lành như vậy, nhưng mà anh ta luôn nghĩ về những cái cuộc họp ở 5 tiếng nữa sẽ diễn ra nè, rồi cái cuộc nói chuyện với sếp nè, rồi gặp những người mới anh ta phải nói những chủ đề gì, làm cho anh ta cảm tưởng là anh ta không đang ăn cái tôm hùm mà anh ta đang ăn một cái bữa cơm nguội, một cái cơm thừa canh cặn vậy đó. Có nghĩa là anh ta không hưởng thụ được gì ở hiện tại cả. Khi anh ta lo như vậy thì ngày mai tương lai nó cũng đến, nhưng mà anh ta lại tiếp tục như vậy, không có gì là hạnh phúc cả. Và hệ lụy thứ hai đó là khi chúng ta mơ quá nhiều, quá đẹp, quá màu hồng đi, thì khi chúng ta bắt tay vào làm việc á, thì chúng ta sẽ bị sốc điện, sốc nhiệt luôn á. Bởi vì những ước mơ thường là quá đẹp đẽ, quá hào nhoáng. Mơ mà các bạn sẽ mơ đến cái vạch đích, cái kết quả tươi đẹp đó. Nhưng mà khi mơ, các bạn có bao giờ dám nghĩ đến cái con đường trong tranh để bước tới cái ước mơ, cái thành quả đó không? Không bao giờ. Tại vì khi các bạn mơ đến thì cái ước mơ, khi mà các bạn nghĩ đến những cái con đường khó khăn đó, ước mơ của các bạn tối sạm lại và các bạn không dám mơ nữa. Bởi vì các bạn biết nó rất khó để thực hiện. Ví dụ các bạn nằm trên giường và các bạn nghĩ rằng để đạt được IELTS 8.5 dễ lắm. Nhưng mà các bạn biết không, khi các bạn mở sách ra, các bạn đọc, ôi trời má ơi, cái gì vậy? Các bạn nói không thể ra một câu, các bạn không thể viết ra một từ, các bạn không thể đọc hiểu cái đoạn văn đó, thì làm sao các bạn có thể được đạt IELTS 8.5 được? Vậy là các bạn từ bỏ. Đó, đó là cái hệ lụy đầu tiên của sách self-help mà mình đã nhận ra. Và đó là lý do tại sao mà mình cai nghiện sách self-help ngay lập tức. Cái vấn đề thứ hai của sách self-help đó là tự kỷ ám thị, tự thần tượng hóa bản thân mình. Tự kỷ ám thị có nghĩa là động viên chính bản thân mình đó. Đương nhiên động viên chính bản thân mình rất là tốt nha, để các bạn có thể vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ khi các bạn mơ ước trở thành một cái người ba vòng cân đối, một cái trimmer chẳng hạn, nhưng mà các bạn tập mệt mỏi quá, các bạn sẽ động viên mình rằng à, mình bây giờ đã trở thành trimmer rồi đó, mình thật sự rất là sexy, ba vòng rất là hoàn hảo đó, thấy không, đẹp không đó, thì nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy tuyệt vời hơn và các bạn sẵn sàng lao đầu hơn để các bạn có thể mà luyện tập, chứ không cảm thấy là không làm được nữa. Nhưng mà cái tự kỷ ám thị này, nếu như các bạn không suy nghĩ đúng thì nó cũng sẽ giết chết mình. Mình đã từng tự kỷ ám thị rất là nhiều. Ví dụ nha, mình không tự tin khi nói chuyện với người lạ, nhưng mà mình sử dụng cái kỹ thuật tự kỷ ám thị. Mình nói, mình tự tin mà, mình tự tin với người lạ lắm, ai cũng kêu mình tự tin hết trơn á. Vậy là mình bao giờ cũng sống trong cái sự lừa dối đó của bản thân mình và không làm gì hết. Và bởi vì khi mà sự lừa dối đó lên đến đỉnh cao rồi á, thì mình cứ tưởng rằng mình tự tin với người lạ thì còn mình không làm gì hết.
mình nghĩ mình tự tin rồi thì mình không cần phải luyện tập giao tiếp nữa, không cần phải học những cái khóa học giao tiếp khác nữa. Vậy là sau mấy năm ròng rã, mình chợt nhận ra rằng khi gặp một người lạ, mình cảm thấy rất là run sợ, không biết nói chuyện như thế nào để thu hút người ta, không biết làm như thế nào để người ta trở thành bạn của mình. Và mình cảm thấy là mình ấp úng khi đứng trước một cái người lạ mà mình không biết nói câu chuyện gì hết trơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, liệu rằng sách self-help có thực sự vô ích và nó rất là có hại cho tất cả chúng ta hay là không? Thì mình khẳng định là sách self-help thực sự rất là tốt nếu như chúng ta sử dụng đúng mục đích và làm theo những lời khuyên trong đó. Sách self-help dạy cho chúng ta những cái bài học trên đường đời. Khi mà các bạn để ý theo dõi kênh YouTube của anh Trí, Nguyễn Hữu Trí, một người anh mà dạy về cái vấn đề đào tạo con người và những cái khóa học đào tạo con người khác, thì các bạn sẽ thấy rằng những cái triết lý, những cái bài học ở trong những cái khóa học đó cũng đều được xây dựng nên từ những cuốn sách self-help. Ví dụ anh Nguyễn Hữu Trí thì có cái khóa học dựa trên cái cuốn sách của Sam Covey thì phải, là 7 thói quen thành đạt của người trẻ. Các bạn cũng có thể mua cuốn sách đó để về đọc. 7 thói quen thành đạt đó, nếu như các bạn có thể luyện tập thì các bạn không cần phải đi học các khóa học đó nữa. Mà một cuốn sách thì nó rẻ hơn rất nhiều so với một khóa học, đúng không các bạn? Trong quá trình vấp ngã trong cuộc sống nữa thì mình cảm thấy rằng giá như mà mình nghe lời sách self-help sớm hơn, mình nghe lời sách self-help nè, mình hành động nè, thì mình đã không vấp ngã như thế này. Những cái bài học, những cái vấp ngã, những cái cách đối phó với những cái khó khăn thì mình cảm thấy là nó đã ghi hết trong sách self-help hết rồi. Căn bản là khi mà chúng ta đọc á, thì chúng ta có dám hành động theo hay không, và chúng ta có kiên trì để mà theo dõi cái kết quả đó hay không mà thôi. Mình cứ nghĩ rằng sách self-help cũng giống như ba mẹ mình thôi, cũng đưa cho mình những cái lời khuyên, cũng đưa cho mình những cái lời khuyên chân thành. Ví dụ như các con phải học ngoại ngữ nè, các con phải thức khuya dậy sớm học bài này, các con phải đặt mục tiêu, các con đừng có làm việc vì tiền, hãy làm việc vì cống hiến. Rồi nào là sếp yêu cầu các bạn phải giúp đỡ mọi người nè, cho đi không đòi hỏi nhận lại nè, đó, giao tiếp tốt nè, thì tất cả những thứ đó sách self-help cũng dạy mình. Nhưng mà mình thử hỏi ba mẹ dạy các bạn, có bao giờ các bạn nghe theo răm rắp hay là không? Đương nhiên 99% sẽ không rồi, đúng không? Nhất là trong cái xã hội nổi loạn như hiện nay thì đề cao cái tính cách cá nhân và đề cao rằng ba mẹ không có hướng, không có ảnh hưởng đến con nữa, thì cái việc mà bạn nghe lời khuyên của ba mẹ gần như là bằng không. Các bạn thích học từ trải nghiệm hơn, thích học từ cái sự thất bại của bản thân mình hơn là so với những cái lý thuyết sao rỗng. Thì sách self-help cũng vậy thôi, người ta cũng đưa ra cho mình những cái bài học rất là đích đáng, rất là quý giá. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là lỗi lầm ở mình. Thứ nhất là mình không hành động, thứ hai là mình hành động không đến nơi đến chốn, thứ ba là mình hành động rồi nhưng mình không biết là mình hành động vậy là đúng hay là sai. Cho nên á, mình nghĩ sách self-help không hề xấu. Xấu hay không là ở bản thân mỗi người chúng ta. Những cái bạn mà ở quê, những cái bạn mà thiếu những cái thông tin nhờ, để mà ví dụ các bạn đó không có cơ hội để tiếp xúc với nhiều người khác, không có cơ hội để tiếp xúc với cái môi trường cạnh tranh khốc liệt ở thành phố, thì cái cuốn sách self-help là một sự chuẩn bị rất là tuyệt vời. Đó là lý do tại sao mình sinh ra ở quê, nhưng mà mình có những cái suy nghĩ chuẩn bị trước, chính xác trước, đích đáng trước, trước khi bước vào thành phố. Khi mà mọi người nói chuyện với mình thì mọi người không nghĩ mình ở quê lên, tại vì những cái gì đã viết trong sách self-help là giống như những cái gì mà đúc kết chắc chiêu từ những cái khó khăn, những cái thất bại của những người thành công đã trải qua, người ta viết trong cuốn sách hết rồi. Có điều là mình chỉ biết chứ mình chưa làm, vậy thôi. Cho nên là khi đọc sách self-help, chúng ta cần phải không những đọc nè mà còn phải làm, và phải theo dõi cái chuỗi hành trình đó mình làm đã đạt được kết quả như thế nào nữa. Và nếu như một ai đó xin lời khuyên từ mình liệu rằng có nên đọc sách self-help hay là không, thì mình sẽ bảo rằng nên đọc, nhưng mà hãy biết chọn lọc nhé. Chỉ nên đọc một số cuốn sách thôi, sau đó hãy gấp cuốn sách self-help lại và ngay lập tức hành động đi, hành động đi. Đừng bao giờ đọc cuốn sách self-help cảm thấy ôi tuyệt vời quá, hành động được một lần cảm thấy quá mệt mỏi, không thể làm được, các bạn gấp lại, sau đó các bạn mua tiếp, đổ tiếp, đổ tiền bạc mua tiếp những cái sách self-help để cốt yếu xoa dịu những cái sự thất bại trong lòng, những cái sự xấu hổ trong lòng mình.
thì mình nghĩ là không nên. Và những cái cuốn sách self-help mình giới thiệu với các bạn đó là, đương nhiên cái cuốn sách này mình vừa với nói với các bạn là nên cẩn thận, nhưng mà khi các bạn đọc một cuốn sách nào thì cũng phải nên cẩn thận với những lời khuyên của nó hết. Thứ nhất là các bạn nên đọc Trên đường băng của tôi đi buổi sáng, bởi vì Dượng chia sẻ rất là thật những cái bí quyết để các bạn có thể vượt qua sự cám dỗ của cuộc sống, và các bạn có thể cống hiến tốt hơn hơn là cái việc mà các bạn chỉ nghĩ đến cái lợi ích cá nhân của bản thân mình. Dượng cho chúng ta biết những cái kinh nghiệm trong cuộc sống làm như thế nào để chúng ta có thể làm việc tốt hơn, có thể gây ấn tượng tốt hơn với sếp. Ví dụ như là thay vì làm việc vì tiền thì chúng ta hãy cống hiến hết sức mình, làm việc hết sức có thể. Một lời khuyên mà mình nhớ mãi đó là khi chúng ta còn trẻ thì đừng bao giờ ở trong nhà, hãy ra ngoài và cầu xin người khác bóc lột hết tài năng và khả năng của chúng ta đi. Và khi mà khả năng và tài năng của chúng ta được trui rèn rồi á, thì sau này các bạn không sợ bị thất nghiệp nữa, tại vì các bạn đã được trui rèn rất là nhiều rồi. Thứ hai là cuốn Đắc Nhân Tâm. Đắc Nhân Tâm sẽ dạy cho chúng ta những cái tip, những cái tricks để làm như thế nào để chúng ta có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn, mọi người yêu mình hơn. Thì trong xã hội mà chúng ta được nhiều người yêu quý thì cái con đường thăng tiến của chúng ta rất là cao, và cái đó là một trong những điểm yếu của mình mà mình đang còn học hỏi và phấn đấu trở thành một người giao tiếp giỏi. Ví dụ như có một số bạn không hợp hai cuốn sách này, nhưng mà các bạn muốn đọc nhiều nhất có thể để các bạn có thể tìm ra những người thầy trong cuộc đời của mình, những cái mentor, những cái cuốn sách trong cuộc đời của mình để trở thành những cái ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho chính cuộc đời của mình, thì các bạn phải đọc nhiều đúng không? Mà đọc nhiều thì chúng ta phải bỏ tiền ra để mua. Số tiền mua sách cũng đâu phải ít đâu. Bên cạnh đó, bạn mà muốn đọc sách ngoại văn nữa, bên cạnh đó còn có những bạn muốn kết hợp hai trong một nữa. Những bạn nào mà hay xem video của mình thì mọi người sẽ biết là mình là một con người thường là sẽ bắn một mũi tên để trúng hai con nhạn đúng không? Thì mình trong quá trình đọc và học thì mình không thích, không muốn đọc sách tiếng Việt, sách self-help bằng tiếng Việt nữa, mà mình sẽ đọc sách self-help bằng tiếng Anh. Vừa đọc được những cái kiến thức của người ta mà vừa trau dồi cái ngôn ngữ của mình nữa. Cho nên mình sẽ mua sách ngoại văn, nhưng mà sách ngoại văn rất là đắt các bạn. Một cuốn như vậy tầm 200 ngàn trở lên, thì 200, 300 ngàn trở lên thì nó không có phù hợp với túi tiền của nhiều bạn. Nhưng mà đừng lo, Kelly sẽ giúp các bạn ha. Mình đã tìm ra hai cái trang web nha. Một trang web dành cho những cái cuốn sách được tải bản PDF lên với mục đích phi lợi nhuận thôi, sẽ giúp các bạn tìm những cái cuốn sách self-help ở trên đó. Trang web này đó là những cái cuốn sách bằng tiếng Việt nha. Ở đây, và trang web thứ hai đó là PDF, nhưng mà nói nhỏ với các bạn đó là những cái cuốn sách bằng tiếng Anh, là sách ngoại văn đó các bạn. Một cái kho đồ sộ rất là nhiều sách luôn. Các bạn chỉ cần gõ tên tiếng Anh của nó ra là nó sẽ ra hàng chục cuốn sách như vậy. Và bạn chỉ cần chọn một trong số đó và bạn tải xuống là oh my god, it's really amazing. Khi mà mình tìm ra, mình cảm thấy rất là cuộc đời mình giống như là tươi sáng, tỏa sáng vậy đó các bạn. Mình không những được đọc sách self-help mà mình còn được học tiếng Anh nữa. Hai trong một, đỡ tốn thời gian mà vừa cảm thấy rất là cuộc đời này rất là tuyệt vời. Trong quá trình mà nếu như mình đi xe buýt, mình không có cái gì để đọc cả, thì mình sẽ mở cái điện thoại lên. Đó, đọc đó, tôi vừa đọc sách self-help nha, vừa đọc sách self-help vừa luyện tiếng Anh nha. Đó, hai trong một nha, vừa đọc vừa hành động đó, thấy không, tôi giỏi không đó đó. Nhưng mà mình có một cái chú ý dành cho các bạn đó là sách self-help chỉ nên đọc từ 3 đến 4 cuốn thôi nha, để trở thành những cái cuốn sách mentor trong cái cuộc đời chúng ta. Sau đó các bạn hãy gấp sách lại và ngay lập tức đọc sách chuyên ngành luôn đi. Đừng bao giờ đọc sách self-help nữa. Vì thực chất các bạn có đọc 100 cuốn sách self-help thì đi lại cũng những cái lời khuyên đó. Của nào là lập to-do list nè, nào là đánh giá hoạt động trong một ngày nè, nào là lập kế hoạch để làm nè, là lập mục tiêu trong năm mới. Nhưng mà nếu như các bạn cứ đọc hoài như vậy mà các bạn không làm, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến tốn thời gian thôi. Cho nên các bạn hãy gấp sách lại và tìm cho mình những cuốn sách chuyên ngành. Ví dụ những các bạn nào đang học về du lịch thì đọc sách về du lịch nè. Những các bạn nào muốn học về đầu tư thì có sách về đầu tư, tài chính, ngân hàng. Rồi những các bạn nào muốn đọc sách về
ngành gì nữa đó, marketing, thì hãy tìm sách về marketing để học nha. Hoặc những bạn nào học về sale thì cũng tìm sách về sale để đọc. Thay vì đọc quá nhiều sách sale hết như vậy, các bạn chỉ trở thành một con người ảo tưởng sức mạnh mà thôi ha. Đừng bao giờ để chúng ta bị lâng lâng, bị chìm đắm trong cái ảo tưởng của chính bản thân mình nữa. Nó là một kho tận tất cả những cuốn sách trên thế giới này gộp lại cho nên hầu như cuốn sách nào bạn gõ lên thì nó cũng đều có cả. Mình rất thực sự rất là tự hào về hai trang web này. Một khung trời kiến thức miễn phí đang mở ra trước tầm mắt các bạn ngay ở nhà thôi. Nhanh chân, nhanh chân. Lại là mình đây. Vậy là đã kết thúc video ngày hôm nay. Cái video chia sẻ cho mọi người về những cái trang web hữu ích, về những cái khía cạnh mà mình rút ra được trong quá trình học và đọc sách self-help ở nhà. Thì thật sự bây giờ mình đã cai nghiện sách self-help thành công rồi. Mình chỉ chú tâm vào hành động, làm việc, đánh giá kết quả và đọc sách chuyên ngành mà thôi. Cho nên những bạn nào vừa mới chập chững bước vào đời hoặc là đang còn mất phương hướng thì hãy đọc sách self-help nhé. Còn những bạn nào đã đọc sách self-help rồi nhưng mà vẫn cảm thấy là khúc mắc, vướng mắc trong cuộc sống thì hãy mạnh dạn đăng ký những cái khóa học đào tạo về con người. Và sắp tới, sau khi mà mình đã tiết kiệm đủ tiền rồi thì mình cũng sẽ tham gia một khóa học như vậy chắc chắn. Bởi vì đọc sách thì nó chỉ là một phần thôi, còn trong các khóa học nó sẽ giúp cho các bạn có thể hành động nữa, các bạn có thể liên hệ, liên kết với những cái người bạn đồng chí, đồng hướng khác, cho nên các bạn sẽ trở thành một phiên bản mới hơn của các bạn. Cảm ơn các bạn đã kiên trì lắng nghe, xem hết các video của mình tới thời điểm hiện tại. Và mình hy vọng rằng trong tương lai các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng mình và ủng hộ mình trong những video tiếp theo nhé.